Đấy, ui con này to, ui con này to. Đấy, ui con này to, ui con này to. Ui con này to anh em ơi. Ui nó mắc mắc một cân đơn rồi anh em ơi. Con này to quá. Con gì vậy? Ui đây 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 anh em. Đây rồi, mày chết này. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi, bốn con. Ui giời ơi anh em ơi, ui giời ơi bốn con. Ui giời ơi. Wow, thời tiết này dễ chịu quá, trên này gió to quá anh em ạ. À, trời bắt đầu chuẩn bị nắng đấy, chui vào cái bụi huyền thoại của em trong kia quá nhé. Chui nổ cũ bụi chuối kia đánh ổ, vẫn đánh ổ hôm nọ các bác ạ. Đó anh em ơi, à, bãi to muống huyền thoại của em kia, giờ vẫn chui dòng đấy quất đánh ổ, xào ổ các bác ạ. Tuyệt vời luôn. Khung cảnh đẹp quá các bác ơi. Ồ, này đi có người ta thả diều các bác này. Diều này không có sáo à? À có sáo nhầm, có sáo mà gió thổi về hướng đằng kia thành ra là không nghe thấy. À, sáng sớm có thả diều rồi. Ờ trời này nắng quá anh em, tình hình mấy nay nó dịch bệnh quá không đi câu được anh em ạ. Em bản thân thật sự các bác vẫn đang F0. F0 này ra ngoài bờ sông ngồi cách ly đây. Ủa. Ở chỗ em bây giờ thật sự anh em là dịch nhiều lắm, nhà nào cũng bị. Người bị, nhà bị, nhà cũng bị luôn, nhà bị cả nhà luôn. Bây giờ F0 đi ra ngoài đường nó còn nhiều hơn cả là F1 với FN. Nhà nó chán quá anh em ạ. Em ở nhà khoảng 7-8 hôm đấy, nó làm cái vẹo gì chán ơi là chán. Ở này bác đổ là xong ngồi đánh, giọng nó vẫn khàn này, nó ho cái khủng luôn. Nhiều người em thấy em bị có 2-3 hôm nó khỏi mà em bị đấy 7-8 hôm nhiều người nó cứ kiểu vẫn oai hoài mà. Giọng nó cứ khàn, cứ vẫn ho. Nó chết giờ, ở đây. Này vẫn ra cái sông nọ đánh em mà hôm nay em đánh cám viên là chính, hôm nay nhà có cám. Đây cám em ngâm từ hôm qua anh em này. Nhà có cám sáng cho thêm cả bột mì nó khô. Không sợ ở đây nó ướt. Đi đánh chấm đen nè. Có cái này nó nhạy nhất là chấm đen. Dẻo thật đấy, nhận được cái này nó dẻo luôn, chả cần bột mì cũng có thể câu đơn được luôn. Đặc biệt là cái hạt này anh em, cái hạt này anh em móc vào câu đơn đánh tuyệt vời, hoặc câu đang xế được, hạt này lại nổi nữa em xương. Cái hạt này anh em nhé, này nó mềm lắm, anh em móc lưỡi đơn mà câu vô tư luôn. Bác câu đang xế hay móc cái hạt ngô đấy. Thì móc cái hạt này còn hiệu quả hơn ngô rất là nhiều. Nó mềm, nhưng mà hạt này phải để ra ngoài không khí khoảng vài tiếng thì nó tự nhiên nó mềm thôi. Thì mới móc rồi, không được cứng lắm. Em cho cả cắm ga vào cho nữa. Nói chung là nó nào phụ da với thứ hai nó làm mồi nó khô hơn. À, này em chế cái quả pháo dở người cho anh em này, nhìn trông rất là buồn cười. Nhưng mà đánh này rất là hay đấy anh em ạ. Này nhìn cái pháo này mới là thích này. Pháo này mà kiểu như là đi đánh dịch vụ đấy, nhiều không cho câu lục ấy, đấy, cái quả phao lụ này nổi lên, đỗ nào biết. Chỉ có anh em cần thủ nó ở bên nó biết thôi, còn chủ hồ đã nhìn thấy chịu. Nhiều quá ngày xưa cũng bảo là em chơi đài nó cứ hay ăn đài, làm sao mà giật được bây giờ, bảo thôi cứ nick, cứ nục xuống. Trời ơi. Gỡ gỡ kiểu gì này, thắt nút đây anh em ạ. Rồi cái ổ trước anh em ạ. Đánh cái ổ hôm nọ anh em đánh, bây giờ mình chỉ đánh một cái lỗ thôi thì nó còn được cá, chứ anh em cứ đánh loạn xì ngậu lên cái đâu có nào đâu.
Tầm này được anh. Chỗ này các bạn này. Đấy, này ok đấy. Cái này kẻ nào có ít cơm ấy đất sét bóp vào đây thì đạp anh em ạ. Bóp vào đây ném xuống thì nó nặng ấy, cái cám này bởi vì nó hơi nhẹ nên em cho nó ít cắm gà, không biết nó có sợ nó lỗi không, chìm một chết rồi. Một cục ở đây này. Hai cục này. Chìm đấy. Này gió sông hơi to. Ba cục thoải mái nha, ba cục to này thoải mái. Ba cục. Rồi, còn thừa đâu cái đánh bóp mồi nữa. Quá ok. Đó, ba cục là ok nhỉ, còn thừa đâu nào bây giờ chưa bóp mồi các bác nhé. Thừa đâu là chơi bóp mồi. Chở cái tay. Em gỡ đánh con thêm một cần đơn nữa bạn. Mặc dù biết nó chả hiệu quả đâu mà gỡ ra đánh thử thằng máy biết đâu nó ngỡ vỡ huy chương. Để mà móc một cái hạt rồi bạn. Đấy mềm. Hà này qua ngâm nó mềm quá, hà nào trên trên cứng cứng rồi. Đó, hà này ok rồi. Một con cái hạt này. Rồi gỡ vỡ huy chương. Đi câu nó nhiều lúc nó hên xui anh em ạ. Nhiều ông thì cần rõ là đẹp, mồi rõ là xịn, thằng bên cần cần tra mồi run thì nên được con hàng có cụ. Câu cá có duyên anh em ạ. Nước sóng gió quá, đổ rồi gió thổi không bắt được ra rồi. Ơi rồi em ơi, úi giời ơi, rô phi. Con đẹp quá. Có nhìn này, to chưa? Đang nháy ngon. Úi giời ơi, bự. Phê. Rô phi to luôn anh em ơi. Đó. Dễ của chân máy. Đẹp chưa? Con đầu tiên anh em ạ, to đấy. Được cái giống này, bọn này nó gỡ lưỡi nhanh thật anh em ạ, bỏ ra phát là rẫy cho nó tung lưỡi luôn. Rồi rẫy em chỉ đóng cầm sợ là nó rẫy đấy một cái. Con này đẹp hơn bàn tay anh em ạ, đẹp luôn. Rồi tự nhiên thì đánh cái này là quá sướng rồi. Nó rút vào túi rồi nó rẫy nữa. Nó mút mấy phát liên tục phát là đóng luôn. Con này chắc được mấy nặng rồi, chắc 2 nặng rưỡi. À, đậu rưỡi là ok.
Thằng đây. Này không bước số em bước đây tụt cái tụt. Nó ướt thế quần đấy. Này ốm mà tụt xuống ra hỏng hình. Khai mạc được con rô ngon phết. Không xịn anh em ạ. Nó mút nó rất quát anh em nhìn nó tụt 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 nó tụt luôn. Nó rất quát luôn. Trời rồi, úi dồi ôi, hai con đục phi. Ôi trời trời. Á trời trời. Á trời trời, hai chú đục phi luôn các bác ơi. Đóng rồi, giật phát đóng sâu mồm. Hai con cứ nháy nháy. Đục phi ngon nha anh em nha. Đó, giật như thế này chứ, cứ đóng rồi. Têu mồm. Tội chú mày ăn mồi của anh nó phải thế này đấy. Rất là ngon các bạn nhé. Một chú này, hai chú này, ok, nó nhỏ mà xinh, à, cái này dán ngon luôn anh em nha, ô, xuống cái này ơi, dán ngon đấy, em thấy nó nháy đều đều, không biết là có con rồi, mà không ngờ đóng phát lại được hai con luôn, thế tuyệt vời, một cục mồi với hai con cá là ok các bác ạ. Úi dồi, hai con. Úi dồi, hai con. Úi dồi, đẹp quá thôi. Hai chú. Úi trời trời, hai chú anh em ơi. Đẹp chưa các bác này. Hai chú luôn. À, đánh nục mà đến này chứ các bác. Những phát đối này là nhanh lắm anh em ạ. Rồi. Úi dồi, con đấy. Cho thả thôi, con này có bẻ màu ạ, bé này cũng thả này. Dậy đi anh này, chỉ bắt ra bắt hàng này các bác nhá, săn hàng với những loại nhỏ không đấy. Cứ một cục mồi này, hai con cá này tươi anh em ạ. Cứ một cục hai con đẹp luôn, một cục mồi là hai con cá các bác ạ. Đây rồi anh em ơi. Úi giời, ác to, cục phi to. À, chả nóng thẳng mồm. À chà chà. À chà chà chà, cục phi to anh em ạ, nó đóng phát thẳng mồm luôn. Này được, cái này được đấy. Đóng không sâu lắm. Cũng không to lắm anh ạ, vừa. Đấy. Không to lắm vừa nhưng mà ngon, cá tầm này là đẹp rồi các bác ạ.
này rán quá vừa tầm ấy, to quá rán lại nấu chín. Đấy, có thể thế. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ạ. Nó nháy nháy phát chết luôn. Đấy, nắm chắc chắc quả các bạn nhé. Ok. Đang bọc bọc đấy anh em ạ. Đây rồi. Ui con này to. Ui con này to anh em. Đây rồi. Ui con này to. Ui con này to anh em. Ui hai con. Ui con này to. Wow wow wow. Wow. Ui con này bự bự anh em ơi. Wow wow wow, con này bự quá anh em ơi. Ui đóng hai con đấy anh em, quả có nhìn thấy hai con không? Các bác nhìn hai con nó bay lên phát không? Con này to nhất, con kia một con bé con. Đấy, nó phải thế này các bác ạ, bàn tay. Wow, ôi sướng quá các bác ạ. Bàn tay. Cái này mình tính cứ để cho nó tự dậy, lúc còn nó cũng tự ra. Đâu chưa rồi, một gà này gỡ được. Nằm yên. Đó. Bàn tay vừa sướng thế anh em ơi. Này các bác nhìn này, nó đóng quả hai con luôn. Đóng hai con luôn, một con bé bé kia thì nó bay nữa, bay ra mất, con đấy là bé tí. Ôi giời ơi, anh em ơi. Vào đây. Phấn khởi quá các bác ạ, con này to thế. Tuyệt vời. Ôi, tuyệt vời quá anh em ơi. Hình đóng quả sướng thật, cá to. Phi nó phải thế anh em ạ, cầu thế mới sướng nhá. Chỉ có đánh lục nó mới được kiểu sấp đôi vậy anh em ạ, sấp đôi liên tục. Nên phát hai con, hai lúc nào cũng nhanh hơn một các bác ơi, quá đã luôn. Đấy, đang tỉa anh em. Đấy, có bao nhìn nó mút chưa? Con này lại chết này. Đấy, úi dồi, có to. Ui, không. Ui, to anh em ơi. Ai, quá nhìn này, đóng phải thế này chứ. Về chưa? Đóng thẳng người luôn. Về cá con nổ cắm. Đã man. Các bạn nhìn. Đóng này đóng sâu như là cứ cổ phát lên luôn. Để gỡ ra nhé. Cái này gỡ hai tay quá, con này nó dễ rất nguy hiểm đấy. Con này nó dễ rất nguy hiểm anh em ạ, cá to ra nó sướng thật đấy. Phê chưa anh em này. Trời ơi. Cái này anh em gỡ cá rô phi là cứ phải cầm cái chìn nữa ấy. Chắc cho mày dễ vào mắt. To luôn anh em ạ. Rồi. Nó trồn. Con này chắc được 3 lạng. Phê quá. Hè này toàn hàng này các bác ạ. Đi câu thiên nhiên được như thế này là quá là ngon anh em ạ. Đóng phê thật. Nhập phát banh bờ luôn. Ê, đã chưa. Một phát banh bờ luôn, đã quá anh em ạ.
đây rồi. Mày chết này. Ui giời ơi, ui giời ơi, bốn con. Ui giời ơi anh em ơi, ui giời ơi, bốn con. Ui giời ơi. Ui chào mẹ ơi. Đây. Ôi trời ơi, anh em ơi. Đâu rồi. Lưỡi nữa kìa. Anh em nhìn nó vừa mất lưỡi rồi. Ôi giời. Bốn con phát anh em nhé. Một giếc với bảo con phi là bốn con. Anh em nhìn có nhìn quả lên không? Đấy có nhìn. Đây còn giếc quá cả. Em đánh mũ, em đánh mũ. Đây là cái combo nó thật các bác này, nó lên bờ nó dãy cái nó tung ra mà từ bén thì em đánh một phát được bốn con, là đây là đầu tiên các bác ạ. Một phát bốn con. Rồi mấy con bé bé thì không lấy, mà con giếc này lấy. Này các bác nhìn. đã quá trời luôn. À, con này cũng to đấy, hai con dolphin nhỏ kia thì thôi thả. Ô giếc ngon nhá, một phát bốn con. Về kho. Đấy, anh em nào đã đi đóng phát quả anh em chưa? Lần trước em ngày xưa em chỉ đóng quả ba là ác ma, lần này đóng phút bốn con. Đấy, con này được. Nào. Được thì vào. Ơ nhỏ nhỏ thả. Để bé nó là dolphin con. Đấy, con dolphin con này thôi. Đấy, thả đi. Sớm quá các bác, đã quá này, tí em phải tua lại ngồi xem cái đoạn bốn con. Về. Không phải nói. Phải nói là buồn cười thật anh em, bọn đánh quả sướng thật đấy, đánh phát nó lên em cứ tưởng là cá to, thấy nó nặng trĩu. Quái nào lại làm phát bốn con, cá giếc luôn, cá giếc của châu Phi đã man thật, nó đang bâu vào nó ăn ở cái cục mồi, đánh nó sướng thật các bác ạ. Anh em thấy chưa, đánh bốn mình nó phải nhanh hơn một chứ, này nó nhanh đầy rõ anh em, phải quá. Hôm nay là em lập kỷ lục mới anh em ạ. Từ bé nhờ đánh quả 4 con đấy. Đấy, ok. Mày dập đấy, con này to, con này to anh em. Ui, con này to, ui, con này to rồi anh em. Ui, con này to, cầu, ui, trời ơi. Ui, trời mẹ, con này to chưa anh em ơi, bàn tay. Ui, anh em ơi. Con này cũng to, ui, bóng ấy. Ui, đừng, không mất. Ui, trời mẹ ơi. Ui, đứng. Ui, đẹp quá, nó dễ thẳng một túi luôn anh em ạ. Ui, con này tí lấy anh em xem xong nhé, nó dễ thẳng cái túi không dám vỡ. Con này phải cân anh em ạ. Úi giời ơi. Phê quá to. Đã. Đã thật anh em ạ. Phê nó dễ thẳng, em cứ tưởng nó mất đấy. Ôi đã. Sướng, tay vẫn run anh em ạ. Rồi, được. Đánh nục nó được. Phê quá. Rồi, mày chạy đâu? Úi giời ơi, con này to các bác ơi. Úi giời ơi, Sophie Hồng. Em thấy đang tỉa các bác ạ. Mày chạy đâu? Chạy đâu con sâu này? Nào, anh em nhìn này, con Sophie Hồng to luôn. Chạy đâu con sâu này? Thằng này bác để cầm cái chìm nữa cho bác xem. Chạy cái gì? Rồi. Anh em nhìn này. Đấy nét cho bác xem. To chưa? Đó. Phê. Bà là dậy cây gì xuống. Con này bự, con này người nó mỏng lắm anh em. Dậy cây gì nào đẹp anh em à. Đó. Giống này nào cũng tuyệt vời rồi, này đánh cuốn nổ phê ấy. Đồ phi cuốn nổ. Wow.
cá nó khô lắm anh em ạ, nó chỉ miếm vớ va hấp vào thôi, nó không là trực diện đâu, miếm phát. Đi quay bọn hoa em xem, bọn này nó khô, nó chỉ miếm miếm thôi, tất cả. Cắn đấy, cắn đấy. Anh em nhìn nó tỉa chưa? Vỉa, vỉa đấy, có nhìn nó vỉa kìa. Tỉa sâu đấy. Mẹ vỉa này. Úi giời, hai con. Ôi, rước. Ôi, con rước to chưa anh em ơi? Hai con. Wow. Ủa này, cầu toàn rước cụ này các bạn này. Trời ơi. Ôi dồi ôi này, thằng này hai con, một con rước to chưa các bác này, để quay quá xem. Ủa. Đó, anh em nhìn này, con chưa? Con trúc phi bé là thôi thả ấy. Này, hôm nay mày gặp anh là may đấy, anh thả. Con rước này thì không thả được. À, có nhìn này, rước ngon chưa? Đó, anh em nhìn này, rước ngon chưa? Đóng này. Về chưa? Này con rước to này. Này vớ vẩn được bữa sáng luôn anh em ạ. Hai vợ chồng thì chắc là còn bốn con này là ngon rồi. He he. Đây rồi, mày chạy đâu? Úi dồi, con này to bác ơi. Ê giả, giả rồ cụ. Phê đấy. Đấy cái gì? Phê. À, anh em ơi, rồ phi cụ to. Thấy chưa? À, các bạn nhìn này. Hê. Đã đấy. Vào đây. Đã đấy. Đóng phát bay luôn. Mím phát chết luôn. Đừng có cãi. Wow. Chắc đâu của chúng tôi. Giờ phát bắn lên. Đóng lục này nó phê lắm anh em ạ. Xuống mồi cái là con nào vào đè cái là lên ngay, lên thớt ngay. Nó chỉ cần nó đi qua trục thôi bác, qua trục nó chạm trục cái là chết ngay. Không cần phải lo ăn vào mồi.
Đấy, ui con này to, ui con này to. Đấy, ui con này to, ui con này to. Ui con này to anh em ơi. Ui nó mắc một cân đơn rồi anh em ơi. Con này to quá. Con gì vậy? Ui đánh anh em ơi. Trời ơi mắc cân đơn rồi. Ui đánh có cam viên nữa phải thế anh em ơi. Ui cái cân đơn chết tiệt kìa. Hôm nay mà dối là hơi mệt đây. Chết rồi anh em ơi. Ui chết rồi anh em ơi. Con này gì sợ nó dối cái cân. Giời rách việc cái cần đơn quá, để từ nãy giờ ngâm kia chả được con nào. Ôi, đây cẩu lên luôn anh em ạ. Nó mắc ngay cần nữa đơn đâu. Cẩu. Lên. Bay. Ôi giời ơi. Tuyệt vời. Anh em nhìn này. Mắc. Ôi để mà xuống gỡ cái lưỡi ra nhá. Chết giả. Chết giờ anh em ạ, nó lại đóng ngay cái cần đơn này, nó ôm mấy nữa này không thoát được rồi. Từ nãy ngấm chả được con chết nào mà cứ để đây. Lên. À. Ok. À, đen anh em. Chết giờ mắc tứ lên thì xưa cả để gỡ ra đã bác nhá, gỡ ra đã. Đóng xuôi cả vậy rồi kìa. Con này có hơn cân nhỉ, bé này đóng cũng xuôi cả vậy các bác nhìn. Đóng này hay không hay con không nọ biết đi. Rồi thả xuống đi. Được con nhỏ anh em ạ. Rồi, vào đây. Đấy anh em thấy có cắm viên phải đóng bằng đen chứ. Vào đây. Đi vào. Này có cắm viên đấy nhá, sướng hẳn các bác ạ. Đây em nghi con đen này là cái con đen lần trước em thả các bác ạ. Đó, mà khả năng cháu thả luôn đi nào câu nó lại vào ví cho nó xuống anh em ạ. Này các bác nhìn này. Con này thì nó bé quá ăn thì cũng chưa ăn được. Thả nào nó lớn nhỉ. Nào lại vào nhá. À đi. Đấy, con này đúng là con lần trước em đóng này. Không sao được. Cái giống này nó khỏe lắm anh em ạ, trong này vẫn sống bình thường. Không chết được. Đó. Bơi đi. Để lúc nó hồi là nó bơi. Ô phì, phê chưa. Này nhiều cá phết. Đấy, anh em thấy có cám viên này đánh chấm đen nó nhạy lắm anh em ạ. Bọn này nó ăn rồi nó lại ăn tiếp. Ô trời ơi. Bơi đây. À, thành quả anh em ạ. Mớ này được cả cá giếc. Wow. Nó phải 6-7 cân anh em ạ. Toàn cá to lên nhá anh. Đây con đô phi to nhất này. Đó, con này to nhất bàn tay luôn. Wow. Thấy chưa? Em à, cho anh em xem. Cái túi này nó sâu lắm. Đây nhìn ngoài cũng rõ anh em nhìn này. Bàn tay luôn đấy. Này giếc. Quá đã các bác ạ. Này chung là câu kéo này là cực kỳ chất lượng rồi. Mấy con này chết mất này. Để mẫu này to nhất, về chưa anh em ơi. Rồi, về các bác nhé, gặp lại các bác trong video tiếp theo. Thì câu cũng phải sống được như thế này là chất lượng nó quá là ổn áp rồi. Về những con TT. Về thôi anh em ơi.